Lễ Giáng sinh cận kề tới nơi rồi, rét mướt thế này ngồi trong chăn xem phim thì đã phải biết. Chúng ta được biết sô-cô-la là biểu tượng không thể thiếu ở bất kỳ ngày lễ Giáng sinh nào. Sau đây mình sẽ vắn tắt bộ phim liên quan tới sô-cô-la đồ ngọt thần thánh, thu hút tín đồ người đu ngọt nặng. Willy Wonka vốn là một cửa hàng sô-cô-la nhỏ trên phố, nhưng lại thu hút được rất nhiều khách hàng. Đơn thuần bởi chủ nhân của cửa hàng Willy là một người vô cùng tài giỏi. Anh dồi dào trí tưởng tượng và sáng tạo. Những chiếc kẹo của anh chàng có tạo hình vô cùng xinh xắn, bên trong đó còn rất đặc biệt. Thậm chí có loại khi cho vào miệng sẽ nở ra một chú chim sô-cô-la. Với tài năng như thế, chẳng bao lâu anh đã có cho mình một nhà máy sô-cô-la lớn nhất trong lịch sử, gấp tận 50 lần so với những nhà máy khác. Một ngày nọ, hoàng tử Ấn Độ còn viết thư tay để mời anh sang xây dựng một lâu đài bằng sô-cô-la ngọt ngào, còn gì khác ngoài lấy le với mỹ nhân. Một lâu đài 100 phòng đã mọc lên như thế, tất cả mọi thứ bên trong đều có thể ăn được. Mặc cho Willy có cảnh báo nó không thể giữ quá lâu, nhưng ông ta không quan tâm, bắt đầu dắt người yêu dọn vào ở. Cả hai dự định cạp hết đất trong này mà sống cả đời. Và một ngày nắng vàng óng ảnh khiến những giọt sô-cô-la tan chảy và rơi đầy đầu hai vợ chồng hoàng tử. Cả hai may mắn chạy khỏi những tảng sô-cô-la mà thoát ra ngoài, cơ mà ông vua này là kiểu người thừa sống không sợ chết. Vẫn chưa từ bỏ ý định mà mời Willy làm một lâu đài mới, đáng tiếc anh ấy không thể sang Ấn Độ nữa. Những đối thủ vì đố kỵ với tài năng của Willy, chúng cài gián điệp trên khắp các mặt trận cửa hàng Willy. Sống cuốn đánh cắp công thức bí mật của anh và mở hàng loạt tiệm cạnh tranh. Nào là kem không bao giờ chảy, kẹo cao su không bao giờ nhạt. Vì số lượng nhân công quá nhiều, chẳng thể nào kiểm soát được tình hình, Willy đã quyết định đóng cửa nhà máy mãi mãi. Anh sa thải các công nhân, trong đó có ông nội của Charlie. Không ai biết đến khi nào nhà máy mới mở cửa trở lại. Nam chính của chúng ta chính là cậu bé Charlie, cậu nhóc là một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà sập xệ cạnh nhà máy Willy. Một cậu nhóc hoàn toàn bình thường, không có IQ 2000 hay mái tóc đổi màu theo tâm trạng. Nhà cậu đến ăn và ngủ cũng phải nằm trên một cái giường. Cả gia đình 3 thế hệ chỉ sống trong căn phòng, món ăn hàng ngày là 7 phần nước sôi 3 phần bắp cải. Bố Charlie làm trong một nhà máy kem đánh răng. Với mức lương bèo bọt, chỉ có thể mang về những chiếc nắp lỗi làm quà cho con trai. Dù vậy nó cũng đủ làm cậu bé vui vẻ, Charlie dùng nó hoàn thành mô hình nhà máy Willy của mình. Sau bữa cơm cậu nằm trên gác, nhìn về nhà máy Willy qua mái nhà rột mà không hay biết tương lai của mình sắp thay đổi mãi mãi. Đã một thời gian dài vắng bóng, bỗng dưng Willy trở lại và tung hàng loạt kẹo sô-cô-la ra thị trường. Đặc biệt trong những chiếc thùng được chuyển đến khắp thế giới, có 5 chiếc vé vàng được chính tay anh đặt vào. 5 đứa trẻ sở hữu nó sẽ có một chuyến tham quan nhà máy Willy. Chúng còn được ăn sô-cô-la miễn phí trọn đời. Khi kết thúc, Willy sẽ chọn ra một người để trao món quà đặc biệt siêu to khổng lồ. Cả thế giới bắt đầu sôi sục đổ nhau đi mua sô-cô-la. Bọn trẻ dốc hết tiền tiết kiệm, người lớn thì tâm cơ mang đi buôn ở chợ đen. Rất nhanh tấm vé đầu tiên đã thuộc về một cậu béo ham ăn. Với sự nuông chiều từ bà mẹ giàu có, cậu ta dường như càn quét hết số kẹo trong thành phố, xém chút nữa ăn mất tấm vé vàng. Chiếc vé thứ hai thuộc về tiểu thư Veruca, con của một đại gia kinh doanh hạt rẻ. Ngay khi nghe con gái mình muốn tấm vé vàng, lão đã thu mua hàng chục nghìn thanh kẹo Willy, sau đó giao cho công nhân của nhà máy thi nhau bóc vỏ. 3 ngày sau, cuối cùng một công nhân đã tìm được chiếc vé. Veruca cầm tấm vé trên tay, chẳng có một lời cảm ơn nào mà tiếp tục yêu cầu một món đồ chơi khác. Trong khi đó, cậu bé Charlie ngoan hiền chỉ dám xem tivi và ước. Nhà cậu tuy nghèo nhưng vẫn cố gắng tặng Charlie một thanh kẹo Willy mỗi năm. Và đúng dịp sinh nhật của mình, Charlie bóc vỏ bạc ra. Ai dè hào quang nhân vật chính đến quá muộn, chẳng có tấm vé nào cả. Xem thôi cũng muốn khóc rồi, thế mà cậu bé vô cùng hiểu chuyện, ít nhất còn có kẹo mà. Cậu chia nhỏ từng phần cho cả nhà cùng thưởng thức. Những ngày sau đó, cả nhà chỉ có thể ngồi xem tin tức về những chiếc vé. Đứa trẻ may mắn thứ 3 là Violet, nhà vô địch nhai kẹo cao su. Tin được không, chiếc kẹo trong miệng cô bé đã được nhai 3 tháng. Với sự kiêu ngạo và được mẹ mình huấn luyện, cô bé tuyên bố sẽ thắng phần thưởng cuối cùng. Không lâu sau, chiếc vé thứ 4 cũng đã có chủ. Đó là một cậu bé nghiện game vô cùng xấu tính, cậu ta vốn rất ghét sô-cô-la. Vì muốn đến nhà máy Willy, Mike đã dùng thuật toán tính ra được ngày sản xuất. Cuối cùng chỉ cần mua một thanh kẹo đã có được vé vàng. Cũng vì nhu cầu mua kẹo ngày càng tăng cao, số trẻ em sâu răng không đếm xuể. Nhà máy kem đánh răng cứ thế lên đời, họ đổi một loạt robot xịn sò. Sự thay thế nhân lực khiến bố Charlie bị sa thải. Lúc này bỗng dưng ông nội gọi cậu bé, lén lén lút lút dúi vào tay Charlie 1 đồng tiền để cậu có thể mua thêm một thanh kẹo Willy. Charlie chạy như bay đến cửa hàng gần nhất, sau đó cả hai ông cháu cùng nhau bóc tem, đáng tiếc phép màu cũng chẳng xảy ra. Dường như không còn hy vọng nào nữa, mỗi ngày cậu bé đều đến trước cổng nhà máy, ngắm nhìn những ống khói cao cao. Charlie vô tình nghe được chiếc vé thứ 5 đã có chủ, cậu buồn bã về nhà. Giữa đường cậu nhặt được một tờ 10 đô, nhặt được của rơi ta trả lại người mất, nhưng Charlie say nó nhé. Ham khích quá rồi, cậu vội vàng chạy đi mua một thanh sô-cô-la. Nghe chủ cửa hàng nói vé tìm được ở Nga chỉ là tin giả. May mắn đã nở nụ cười, chính tay cậu đã bóc được một tấm vé vàng, Charlie run rẩy cầm nó lên. Mọi người gần đó ùa đến ngỏ lời mua lại tấm vé, thậm chí còn trả cho cậu cái giá rất cao 500 đô la. Chủ cửa hàng là một người tốt, đã giải vây cho cậu. Charlie lập tức mang tấm vé chạy ngay về nhà, ánh vàng sáng chói trong đó đã làm ông nội liệt giường, bật hẳn dậy làm một điệu nhảy cực mượt. Thế là 5 chiếc vé đã có chủ, bọn trẻ sẽ được dẫn theo một người lớn trong nhà và có mặt tại nhà máy vào sáng mai. Gia đình đã quyết định để ông nội dẫn Charlie đi. Ngay lúc này cậu lại đề nghị họ nên bán nó để kiếm tiền, thay vì lo cho ước mơ của cậu. Quả nhiên những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ vô cùng thiệt thòi. Ông trời không lấy đi tất cả, cậu bé bên cạnh còn có gia đình hết mực yêu thương. Ông ngoại nói tiền thì đầy ngoài kia, nhưng vé vàng chỉ có 5 chiếc, hãy tận hưởng cơ hội quý báu này. Hôm sau ngoài 5 đứa trẻ và người trông non, phóng viên cùng nhà báo cũng vây đầy trước cổng. Cuối cùng giây phút trọng đại nhất đã diễn ra, cánh cửa nhà máy Violet mở ra, họ được chào đón bằng một màn múa rối. Tất cả đều được làm bằng sô-cô-la, đó là một màn trình diễn hoàn hảo. Nếu không thì bắn pháo hoa làm bọn búp bê tan chảy vô cùng kinh dị. Lúc này một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện, còn ai khác ngoài thiên tài kẹo sô-cô-la, Willy Wonka, anh ta đưa mọi người vào trong. Sau khi tùy ý ném áo khoác trên hành lang, bọn trẻ danh ma kia nhanh chóng lấy lòng ông chủ nhà máy, mong được thiên vị hơn. Nhưng Willy chỉ nhớ duy nhất Mike, thằng nhóc cả gan dám hack trộm hệ thống của mình, và còn Charlie, đến được đây nhờ sự may mắn. Xuyên qua hành lang dài, cả nhóm đến một cánh cửa nhỏ xíu. Ngay khi Willy mở ra, mọi người cứ ngỡ mình đã đặt chân đến xứ sở thần tiên. Mặt đất nơi đây, đến từng ngọn cỏ đều làm từ kẹo ngọt, trái cây bằng đường mọc khắp cả vườn. Quan trọng là dòng sông sô-cô-la thượng hạng không bao giờ cạn, nơi cung cấp nguyên liệu cho cả nhà máy. Willy Wonka cho phép mọi người ăn uống thả ga, nhưng tên Mike xấu tính đã chọn một khu vườn bí ngô để đập phá, dù cho bố có nhắc nhở cũng không quan tâm. Trong khi đó Charlie ngoan ngoãn đi dạo, cậu bé muốn hái một trái táo nhưng lại bị Violet giành mất, còn mắng cậu là đồ thảm hại. Cùng lúc đó hai mẹ con bà béo nhồi nhét vô tội vạ, còn hái một mớ mang về, xem ra có người cạp đất mà ăn là có thật. Mà Veruca đột nhiên trông thấy một nhóm người tí hon, mọi người mau chóng tới xem. Họ cùng nhau thu hoạch trái cây và cắt cỏ, đó chính là người Umpa Lumpa đến từ Lumpaland. Lúc trước Willy bí ý tưởng về hương vị. Trong khi đi tìm cảm hứng, anh lọt vào vùng đất kỳ lạ, nơi mà con muỗi có thể hút hết 5 lít máu trong người. Nó rượt theo Willy nhưng đã bị anh lạnh lùng chém một nhát đứt làm đôi. Anh nếm thử mùi vị của nó thì nhịn ăn hết 3 ngày. Sau đó Willy tìm thấy những ngôi nhà nhỏ trên cây nơi người Umpa Lumpa sinh sống. Họ đãi anh đặc sản dân tộc, đó là món sâu bướm xanh sốt Thái. Với sự hiếu khách đó, Willy đã phải nếm một miếng to, còn tấm tắc khen ngon. Người dân nơi đây tôn thờ quả ca cao như thần linh, cơ hội Willy đến bất chợt, ngu gì không bắt lấy. Anh ngỏ lời sẽ cho họ thật nhiều quả ca cao nếu đồng ý về làm việc cho mình. Và từ đó anh có một dàn công nhân tí hon xịn sò, nhưng cũng rất tinh quái. Lúc này Augustus ăn xong cỏ thì lại chuồn xuống uống nước sông. Willy Wonka lên tiếng ngăn lại nhưng nó không thể nghe, kết quả là rơi tõm xuống hồ. Đúng máy hút sô-cô-la tới nên nó bị cuốn theo dòng nước lên trên. Bằng một cách thần kỳ nào đó, háu ăn trôi tận nửa ống mới kẹt lại. Lúc này những công nhân bé xíu ổn định đội hình, chúng hát bài chế giễu háu ăn lại còn ở dơ. Cuối cùng cậu ta cũng bị hút lên bể chứa sô-cô-la và được chuyển đến phòng làm kẹo dâu mềm. Người mẹ hoảng hốt hỏi con mình sẽ được bán theo cân sao. Willy trả lời hương vị này cho người ta còn đánh chứ bán buôn gì. Anh gọi một người tí hon đến, bảo ông ta dẫn bà ấy đi tìm con trai. Những người còn lại thì được đón bằng một chiếc du thuyền màu hường. Willy cho cả đội quân tí hon khởi hành. Willy múc một giá sô-cô-la cho hai ông cháu Charlie thưởng thức, cậu bé vô tình gợi lại ký ức tuổi thơ của anh. Willy Wonka vốn là con trai của một nhạc sĩ nổi tiếng, cậu bé cũng như bao đứa trẻ khác, thích bánh kẹo ngọt nhưng bố Willy là một người rất nghiêm túc trong việc bảo vệ răng miệng con trai. Từ bé cậu đã được niềng răng, số kẹo có được trong Halloween đều bị ông ấy ném hết vào lò. Dù vậy vì sự tò mò, Willy bé nhỏ đã lén bới cho gia đình được một viên sô-cô-la chưa cháy hết. Đó có lẽ là hương vị ngon nhất trên đời cậu từng ăn, nhưng có những thứ hễ thử một lần là phát nghiện. Thời gian sau đó, Willy gom hết tiền ống heo, mua tất cả các loại kẹo ngoài cửa hàng, thưởng thức cẩn thận và ghi chép lại mọi cảm nhận. Một ngày nọ, khi cậu nói ước mơ là trở thành thợ làm sô-cô-la, bố Willy đã tức giận nói, kẹo chỉ là thứ vô bổ. Bất chấp phản đối của ông, cậu bé đã xách đồ đi bụi và gây dựng nên sự nghiệp như ngày hôm nay. Kết thúc hồi tưởng, thuyền đã đi đến một hang động. Họ lao nhanh xuống thác nước và nhìn thấy những căn phòng khác nhau, nào là kem vani, kem cà phê và cả kem dưỡng tóc. Người tí hon còn treo những chú bò sữa lên đánh để làm kem đánh bông. Sau đó thuyền lại tiếp tục lao xuống những thác sô-cô-la, dừng lại trước phòng phát minh. Willy dẫn mọi người vào trong, nơi đây chứa các thí nghiệm cho món mới. Đầu tiên là những viên kẹo dành cho trẻ em nghèo, chúng có thể ngậm cả năm mà không tan. Kế tiếp là kẹo bơ mọc tóc, chỉ cần ăn vào, nửa giờ sau sẽ có một bộ tóc óng dày siêu mượt như người tí hon này. Sau đó là một chiếc kẹo cao su đặc biệt, tích hợp 3 bữa ăn một ngày, dù vậy chúng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Bất chấp lời khuyên của anh, Violet kiêu ngạo muốn chứng minh bản lĩnh đã cho chúng vào và nhai. Mới đầu cô bé cảm thấy bị súp cà chua, sau là thịt bò nướng. Chờ đến món tráng nghiệm Việt quất thì trước mũi cô bé bỗng hóa xanh, chúng lan đều ra khắp mặt mày tay chân Violet. Cuối cùng cả cơ thể cô bé còn phình lên như trái bánh. Lúc này nhóm người Umpa Lumpa lại vào việc, họ lên đồ bao quanh cô bé hát bài chế giễu Violet kiêu ngạo. Sau đó cùng mẹ cô bé lăn quả bóng hình người này đến phòng ép quả. Nhóm người còn lại tiếp tục đến phòng tách hạt. Tại đây Willy nuôi những chú sóc được huấn luyện đặc biệt, chúng làm việc vô cùng năng suất và hiệu quả. Chúng sẽ gõ và nghe để đoán xem quả nào hỏng, đồ bỏ đi sẽ được ném xuống hố rác giữa phòng. Veruca vô cùng thích thú, mặc cho bộ sưu tập thú cưng đã lên vài chục con, cô bé nằng nặc đòi bắt một con về. Người bố thấy thế đã hỏi mua một con từ Willy, nhưng anh từ chối không bán. Veruca ngang ngược đã tự chui vào để bắt sóc, cô ta nhắm đến một con trong góc. Bầy sóc thấy người lạ đến gần lập tức cảnh giác, chúng nhào lên người cô bé, Veruca sợ hãi hét lên. Lúc này người bố hốt hoảng muốn vào cứu con gái, nhưng phải chờ Willy tìm chìa khóa trong hàng trăm chiếc trên tay. Bầy sóc bao vây cô bé, một con đứng ra gõ gõ vào đầu Veruca. Sau khi xác nhận trong đó không có não, chúng lôi cô bé ném vào hố rác. Nhóm nhạc tí hon xuất hiện cho thêm một mớ rác vào, lúc này thì Willy mới mở được cửa, ông bố vội vàng chạy đến và cũng bị chú sóc đá rơi xuống dưới. Mọi người lại tiếp tục hành trình, trên chiếc thang máy đa chức năng của Willy, nó có thể đi ngang đi dọc đi chéo đi hình rích rác. Đầu tiên họ đi ngang qua một núi kẹo mềm, nhìn thấy những chú cừu màu hồng có lông như kẹo bông gòn. Bên dưới là bệnh viện chữa bỏng cho những chú rối. Kế đến là một khu vực khá nguy hiểm, nơi nhóm người tí hon dùng đại bác để bắn pháo hoa. Charlie chiêm ngưỡng một màn này và tỏ vẻ thích thú, trong khi Mike cộc cằn cho rằng kẹo là thứ vô bổ. Trùng hợp đó lại chính là câu Willy ghét nhất trên đời. Lúc này tên nhóc xấu tính ấy lại chọn đến phòng công nghệ, muốn vào trong, họ phải đeo kính bảo vệ mắt. Willy đang nghiên cứu một công trình gọi là chocola truyền hình, anh muốn dịch chuyển sô-cô-la từ ngoài vào màn hình để tiện bề quảng cáo. Mike liên tục cầu nhàu cho rằng đây là việc không thể nào. Cho tới khi Willy cho người mang ra một thanh sô-cô-la siêu to khổng lồ, họ đặt nó vào lồng thủy tinh, sau đó một nhân viên điều khiển các tia. Ánh sáng lóe lên và thanh kẹo biến mất. Willy nhanh chóng chạy sang chỗ TV, trên đó thật sự xuất hiện một thanh sô-cô-la, anh bảo Mike lấy nó ra, vậy mà nó thật sự ăn được. Lúc này Mike cảm thấy anh ngu ngốc, rõ ràng đã tạo được một cỗ máy dịch chuyển nhưng chỉ dùng cho việc vô bổ, vì thế cậu ta lập tức phóng đến lồng thủy tinh. Nghịch ngầm bị hút lên trên và bùng một phát biến mất. Bên này Willy chuyển khắp các kênh để tìm cậu ta, Mike lạc khắp nơi sang cả kênh âm nhạc, bị mọi người đập như ruồi. Cuối cùng bố cậu ta cũng xách được con trai ra ngoài, nhưng Mike chỉ còn bằng ngón tay. Willy đề nghị cho cậu ta vào máy kéo kẹo để làm dài ra. Bây giờ chỉ còn mỗi Charlie và cậu bé trở thành người có phần thưởng đặc biệt nhất. Willy dẫn hai ông cháu vào thang máy tàng hình của mình, bấm nút đăng xuất khỏi nhà máy. Chiếc thang đã tông vỡ nóc nhà bay lên trời, may là đến lúc gần đáp đất thì được phản lực giữ lại. Màn trình diễn khiến hai ông cháu một phen hú vía. Bên dưới bốn đôi cả trẻ lẫn phụ huynh bước ra khỏi nhà máy, hai bố con vợ Veruca thì chui ra từ đống rác vừa hôi vừa thối. Cô bé vẫn chưa bỏ tật đòi hỏi, nhưng bố có vẻ đã nghiêm khắc hơn. Mẹ đang chuẩn bị bữa tối chờ hai ông cháu Charlie thì nguyên chiếc thang máy đáp thẳng vào giữa nhà. Willy quan sát căn nhà một vòng, nhìn thấy mô hình nhà máy Willy bằng kem đánh răng trong tủ. Tin chắc cậu bé sẽ rất hạnh phúc với món quà của mình, đó là sẽ cho cậu thừa kế nhà máy sô-cô-la của mình. Cả gia đình mừng rỡ nhìn nhau, cho đến khi Willy ra điều kiện rằng Charlie phải bỏ lại gia đình nếu muốn thừa kế cơ ngơi của mình. Ngoài dự đoán của anh, cậu bé thẳng thừng từ chối, lý do không có gì quan trọng hơn gia đình mình cả, dù là tất cả kẹo sô-cô-la trên đời này. Willy không thể hiểu nỗi suy nghĩ này, với anh gia đình chỉ làm vướng chân thôi, và lại người thành công cần phải có lối đi riêng. Sau đó Willy đành quay về nhà máy, để lại một cái lỗ tổ bố trên mái nhà. Mọi người lại cùng nhau lập lái máy ngói, bố Charlie thì xin được việc còn tốt hơn trước, đó là sửa chữa robot của nhà máy kem đánh răng. Cuộc sống gia đình nhỏ của Charlie ngày càng ấm áp và hạnh phúc. Trong khi đó Willy đang đau đầu vì hương vị kẹo mình làm ra không còn như trước nữa, anh quyết định giấu mặt đến tìm Charlie, hiện giờ đang làm công việc đánh giày. Willy hỏi Charlie nghĩ gì về mình, cậu bé nói hóa ra anh không hoàn hảo như mình tưởng tượng, quan trọng là kiểu tóc bát úp nực cười. Willy lập tức phản bác, anh hỏi vì sao gia đình lại quan trọng với Charlie như thế, rõ ràng bố mẹ chỉ biết cấm đoán la mắng con trẻ mà thôi. Charlie thông não Willy, đó là cách họ bảo vệ chúng ta. Thấy Willy không tin, anh quyết định cùng cậu bé về nhà mình để hỏi bố cho ra lẽ. Khi họ đến nơi, dãy phố đó chỉ còn duy nhất một căn nhà. Cũng chính là bố Willy, ông sợ cậu ấy không tìm thấy nhà để về nên bao năm qua không hề rời đi. Vào trong, Charlie nhìn thấy hàng loạt những bài báo về Willy Wonka, bố anh chưa bao giờ từ bỏ con trai mình. Bên ngoài Willy run rẩy nằm lên ghế, sau khi kiểm tra một vòng, đây chính là hàm răng hoàn mỹ nhất ông từng thấy. Vị bác sĩ lập tức nhận ra đây là con trai mình, vài phút ngại ngùng các thứ, hai cha con ôm chầm lấy nhau. Cũng chính đêm đó, Willy lại đề nghị về món quà với Charlie. Cậu bé chỉ đồng ý nếu như được ở cạnh gia đình mình, hai người quay về nhà cậu, gia đình nhỏ hiếu khách đã mời anh ở lại dùng cơm. Ngồi trong không khí ấm áp đoàn viên, Willy nhận ra gia đình là một điều gì đó rất ngọt ngào và thiêng liêng, cũng là điều tuyệt vời nhất không thể thiếu của mỗi con người. Để thỏa đáng viewer, tôi đã thêm cho anh em bộ phim nói về sự giàu sang phú quý. Anh em viewer chắc hẳn thích cảm giác nằm trên đống tiền, tôi cũng vậy, nhưng có lẽ chúng ta phải thay đổi quyết định sau khi tiếp tục coi nội dung. Cậu bé này vừa mới sinh ra đã trở thành đứa bé giàu nhất trên thế giới. Có thể nói, cậu là đứa bé được sinh ra với chiếc thìa kim cương trong miệng, đến chiếc xe đẩy của cậu bé cũng được làm bằng vàng. Những món đồ chơi trước mặt cậu bé cũng là những tờ tiền $100 hoặc các loại trang sức vàng bạc. Cùng với sự trưởng thành và lớn lên của cậu bé, người quản gia riêng của cậu luôn chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mặc dù bố cậu bé là một người vô cùng giàu có, sở hữu khối tài sản đồ sộ, nhưng trong mắt của các bậc cha mẹ, cậu bé là kho báu lớn nhất trên thế giới của họ. Tuy phải xử lý công việc vô cùng bận rộn trên công ty, đi kèm những hợp đồng hàng triệu đô, nhưng bố của Richie vẫn dành thời gian để chơi với con trai mình. Ông ấy luôn cố gắng không để cậu bé phải thiếu thốn tình cha trong quá trình trưởng thành của Richie. Ở nhà ông ấy cũng chuẩn bị cho cậu rất nhiều món đồ chơi vô cùng mắc tiền. Sau khi quan sát cậu con trai của mình qua một thời gian dài, người cha nhận thấy Richie là một đứa trẻ vô cùng quan tâm đến bóng chày. Vì muốn con trai mình vui vẻ hơn, ông ấy thành lập hẳn một đội bóng chày cho cậu bé Richie, sau đó còn mời các huấn luyện viên bóng chày chuyên nghiệp hướng dẫn. Dù điều kiện sống của Richie rất tuyệt vời, chẳng thiếu thốn thứ gì, nhưng cậu bé này không có thời gian để lười biếng. Cậu bé bắt đầu ngày mới của mình với những người mẫu hàng đầu, ngoại trừ thời gian giải trí ngắn mỗi ngày, Richie phải hoàn thành các môn học cần thiết dưới sự giám sát của quản gia Herbeck. Vốn dĩ là một đứa trẻ 10 tuổi, cậu sẽ được trải qua cuộc sống vô tư như bao bạn nhỏ khác. Trách nhiệm đè nặng, với tư cách là con trai của người giàu nhất thế giới lớn hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Richie sẽ tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác nhau thay cho cha mình và di chuyển bằng trực thăng. Hôm đó cậu bé đã thay cha mình đến dự lễ cắt băng khánh thành mà nhà máy mới được mua lại. Do ảnh hưởng từ khả năng kinh doanh tài giỏi của cha từ lâu, cậu bé Richie mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng lời nói và hành động của cậu bé đều mang phong cách của một người thành đạt. Richie đã xử lý một cách trơn tru khi phát biểu trước các phóng viên và trong các cuộc họp với những lãnh đạo cấp cao. Nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ đánh bóng chày ở gần đó thì cậu bé lại bị chúng hấp dẫn. May mà người quản gia đã kịp thời nhắc nhở Richie để cậu bé nhanh chóng chuẩn bị cho bài phát biểu. Sau khi cắt băng khánh thành, cậu bé cũng nhanh chóng rời đi. Richie rất muốn chơi bóng chày cùng những người bạn ở bên kia, nhưng cậu bé đã bị những vệ sĩ và quản gia cản lại ngay lập tức. Tất cả đều là vì sự an toàn của cậu bé. Richie phải tuân theo thời gian biểu làm việc của mình một cách có kế hoạch. Dù gì thì cậu bé vẫn còn rất nhiều việc để làm. Richie ngồi trên trực thăng nhưng vẫn nhìn xuống một cách vô cùng thất vọng. Cậu dần hiểu ra những vấn đề trong cuộc sống của mình. Đó chính là nó thiếu đi sự hồn nhiên và hạnh phúc của những đứa trẻ bình thường. Lúc này Richie đột nhiên có một ý tưởng trong đầu. Cậu để một nhà điêu khắc gia đình 3 người lên núi, về nhà và nói với cha của mình có một số trẻ em đang chơi bóng chày bên sân. Nhưng người bố vốn rất bận rộn vì cuộc điện thoại công việc mà ông ấy cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này cậu bé Richie liền đi đến hỏi mẹ của mình, hỏi mình có thể đưa bạn bè đến nhà của mình chơi hay không. Người mẹ nghe xong thì cảm thấy vô cùng vui mừng, cả hai ngay lập tức thảo luận về cách tiếp đãi bạn bè sao cho hợp lý. Ngay sau đó quản gia đã nhắc nhở cậu bé phải làm việc theo lịch trình đã đề ra trước đó. Bây giờ cậu bé phải đến lớp hóa học, người bố đã xây dựng một phòng thí nghiệm hóa học chỉ dành cho con trai mình. Hơn nữa còn mời một nhà hóa học tài năng đến để làm thầy giáo riêng cho cậu bé. Nhà hóa học này là một nhà nghiên cứu mới nổi gần đây, anh ấy thường giúp gia đình Richie nghiên cứu nhiều thứ. Ví dụ như một vài đồ vật thần kỳ có phần hơi ma quái một chút. Anh ấy đã phát minh ra một chiếc máy tập hợp lại rác thải. Đây là chiếc máy tổng hợp lại phân tử khối của vật thể hay một loại chất kết dính mạnh hơn 10 lần so với các loại keo bán sẵn trên thị trường. Ngoài ra một bình xịt hay ho có thể biến bất kỳ loại vải nào thành áo giáp. Đã thế còn chi hàng triệu đô để phát triển một con ong cơ học hiệu quả cao. Tối hôm đó người chú của gia đình đến nhà của cậu bé để làm khách. Là giám đốc của tập đoàn tài chính, người chú này không chỉ mong muốn có nhiều lợi nhuận mà ông ấy còn luôn nhăm nhe đến khối tài sản của gia đình Richie. Đó là lý do tại sao cậu bé Richie ghét người chú của mình từ khi còn nhỏ. Ngay cả khi ăn, cậu bé cũng cố tình ngồi ở đầu bàn bên kia để không gần người chú. Vì chiếc bàn của gia đình quá lớn và khoảng cách quá xa, vậy nên người mẹ đành phải gọi điện thoại cho Richie để trò chuyện. Trong bữa ăn, nhà nghiên cứu hóa học đột nhiên chạy vào và đưa cho cậu bé một món đồ. Hóa ra là nghiên cứu được một sản phẩm, đây chính là chiếc máy có thể phân biệt được mùi của vật thể. Chỉ cần đưa chiếc máy vào đối tượng cần nhắm tới, sau đó chiếc máy có thể phân biệt mùi của vật thể này ngay lập tức. Ngay cả thức ăn mà chó con vừa ăn cũng có thể nhận biết được. Đúng lúc quá, công nghệ này có thể dùng khi họ chuẩn bị diện kiến nữ hoàng Anh. Chuẩn bị rời đi thì người chú của Richie cũng muốn củng cố hệ thống an toàn trong lâu đài này, nhưng người bố lại nói rằng những thứ quý giá nhất của ông ấy đều được khóa trong ngôi mộ của chính mình. Câu này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người chú. Gia đình Richie sẽ chôn cất kho báu gì trong lăng mộ này đây? Ngày hôm sau cậu bé vẫn bắt đầu ngày mới của mình như thường lệ, cậu ấy tập luyện với người mẫu hàng đầu thế giới. Bố Richie đã ra ngoài để thảo luận về chính sách kinh tế với tổng thống. Lúc này người bố định liên lạc với cậu bé qua một đường dây riêng của gia đình. Khi điện thoại đổ chuông thì dù người bố có đang làm gì đi nữa, hai bố con họ đều có thể liên lạc được với nhau. Bộ đường dây liên lạc này được giáo sư hóa học nghiên cứu phát triển đặc biệt cho người bố. Đường dây chuyên dụng không chỉ thực hiện cuộc gọi điện video giữa cha và con, nó cũng cho phép cậu bé tìm được vị trí của cha mình thông qua hệ thống định vị bất cứ lúc nào. Sau đó Richie được quản gia gửi đến một trường học quý tộc đặc biệt, toàn bộ lớp học được trang trí giống như văn phòng của tổng thống và chỉ có 6 học sinh được học trong phòng này. Trường không chỉ dạy theo giáo trình truyền thống mà họ cũng mời các nhà kinh tế học về quản lý kinh doanh và tài chính về làm giáo viên. Các học sinh trong khán phòng đang thảo luận về tiền và cổ phiếu, nhưng cậu bé không hề thích môn học chán ngấy này một chút nào. Cậu bé chỉ muốn chơi đùa như những đứa trẻ bình thường, việc học hành như này quá áp lực với cậu bé. Tất cả học sinh trong lớp học này đều không có thời gian. Sau giờ học tất cả chúng đều bận rộn trong việc điều hành công ty sau này. Ấy vậy cậu bé Richie không quan tâm, cậu phản đối quản gia. Sau khi tan học, Cậu yêu cầu quản gia đi đường vòng mà không đi như ngày thường. Chiếc xe của họ đi ngang qua sân nơi bọn trẻ chơi bóng chày. Richie rất muốn tham gia cùng họ trong trò chơi vô lo vô nghĩ này, nhưng chúng cho rằng Richie là thế hệ giàu có thứ hai nên chắc hẳn rất được luông chiều. Những đứa trẻ từ chối để cậu bé tham gia vào trò chơi. Để chứng minh sức mạnh của mình, cậu bé liền lấy ra những đồng tiền 100 đô để cá cược với họ. Nếu cậu bé thua thì bọn họ sẽ được 100 đô. Những đứa trẻ bình thường phải sống trong cảnh nghèo đói liền tụ tập lại với nhau. Ở đây cậu bé Richie đã thể hiện khả năng cũng như niềm đam mê bóng chày của mình với lũ trẻ. Người quản gia đứng cạnh cậu hét lớn, mặc dù cậu bé Richie rất muốn mời họ đến nhà để có thể cùng chơi bóng, nhưng bọn này không muốn chơi cùng với cậu bé. Thậm chí những đứa trẻ còn bảo cậu bé hãy nhanh chóng cầm tiền và rời khỏi đây. Richie đành phải quay người bỏ đi trong sự thất vọng. Cả nhà ngồi máy bay riêng và đi đến bữa tiệc tối cùng với nữ hoàng. Người chú của cậu bé vì muốn độc chiếm gia sản của gia đình, ông ta lén sai vệ sĩ mang những món đồ nguy hiểm lên máy bay. Món đồ này được giấu trong món quà dành tặng cho nữ hoàng. Trước khi đi, người mẹ thấy Richie vô cùng buồn bã. Người quản gia đề nghị người mẹ hãy để cho cậu bé ở nhà, sau đó bảo cậu bé mời những người bạn đến nhà chơi. Người mẹ cũng vui vẻ và nhanh chóng đồng ý chuyện này. Người quản gia mời những người bạn này đến lâu đài gia đình họ. Những đứa trẻ vô cùng hào hứng khi nhìn thấy một khuôn viên rộng lớn và hoành tráng. Đã thế, người quản còn mở ra một cửa hàng ăn nhanh ngay tại nhà. Những người bạn nhỏ nhìn thấy thì không dám tin vào mắt mình. Richie ngay lập tức dẫn những người bạn mới đến để chia sẻ những món đồ chơi mà cậu có. Đại pháo khổng lồ hay những chiếc xe mini lái trên sân cỏ rộng lớn, tàu lượn siêu tốc hay thuyền máy, Richie có rất nhiều món đồ chơi thú vị. Lúc này tất cả những người bạn đều đang có khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Mặt khác, trên máy bay riêng của gia đình Richie đột nhiên gặp sự cố, hóa ra người bố đang trên đường đi tìm sô cô la làm quà tặng. Ông ấy đã sử dụng chiếc máy phân biệt mùi để có thể phát hiện ra hộp quà nhanh hơn. Đột nhiên ông tìm thấy một hộp quà không có nhãn hiệu trên đó. Sau khi mở nó ra, ông ấy phát hiện đó chính là một quả bom. Người bố nhanh chóng ném quả bom ra khỏi máy bay để tránh khỏi nguy hiểm, nhưng quả bom lại vô tình phá hủy đuôi máy bay và khiến nó bốc cháy dữ dội. Máy bay đột ngột mất lái và hạ độ cao nhanh chóng. May mắn thay, chiếc máy bay đã rơi xuống biển và vợ chồng Richard vẫn an toàn. Hai người ngồi trên thuyền canh gác chờ cứu hộ đến ứng cứu. Điện thoại đường dây riêng của gia đình cũng bị hỏng. Bên này nhóm của cô bé dần dần cũng thay đổi thành kiến với Richie. Trước lúc chúng rời đi, còn chủ động mời Richie đến chơi bóng chày cùng. Đang vui vẻ chào tạm biệt bạn bè của mình thì lúc này quản gia cũng thông báo một tin xấu. Richie chạy vào nhà, muốn sử dụng đường dây gia đình để xác định vị trí của cha mẹ mình, nhưng đường dây này không thể định vị được vị trí của bố mẹ. Ở phía bên kia, chú của Richie đang ăn mừng bằng rượu sâm panh trong văn phòng của bố Richie. Bất ngờ, vệ sĩ báo rằng Richie hoàn toàn không có mặt trên máy bay, nên cậu bé Richie sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của gia đình. Bởi cậu bé vẫn còn quá nhỏ tuổi, người chú gọi ngay cho ban giám đốc, ông ta sẽ tiếp quản vị trí của bố Richie. Điều đầu tiên ông ta làm khi ngồi ở vị trí cao nhất là đóng cửa các công ty làm ăn thua lỗ, sau đó ông ta cũng sa thải những nhân viên thừa thãi. Trong số đó có mẹ của cô bé chơi cùng Richie cũng bị sa thải. Dựa theo điều khoản thì quản gia cũng trở thành giám hộ hợp pháp Richie, cậu tạm thời nghỉ học để bắt đầu điều hành công ty. Richie là người thừa kế hợp pháp gia sản của gia đình, từ đó cậu bé bắt đầu điều hành công ty của cha mình. Cậu đã học được rất nhiều kiến thức quản lý từ khi còn là một đứa trẻ. Với tài năng kinh doanh, hiệu quả hoạt động của công ty bắt đầu tăng đều đặn. Thậm chí cậu bé còn mời những người bạn của mình là người tham quan trải nghiệm loại kẹo mới của công ty. Việc này đã khiến loại kẹo này đã nhanh chóng phát triển và có được doanh thu. Dần dần mọi người trong hội đồng quản trị bắt đầu ủng hộ quyết định của Richie. Người chú không lấy được tài sản bắt đầu tính kế răng bẫy quản gia, ông chú bí mật đặt một số mảnh bom trong phòng của người quản gia. Như vậy là người quản gia này đã bị cảnh sát hiểu nhầm là hung thủ hãm hại hai vợ chồng nhà Richard. Cậu bé Richie mất đi quyền giám hộ và không còn khả năng nắm quyền kiểm soát công ty. Người chú bảo cậu bé Richie ở nhà với lý do giữ an toàn cho cậu bé. Ông ta lắp đặt rất nhiều máy quay tại nhà và không để cho ai tiếp cận Richie. Ông chú và người vệ sĩ còn thảo luận trong phòng về cách kiểm soát cậu bé. Hơn thế nữa, họ còn định giết người quản gia rồi ngụy tạo thành vụ án tự sát. Như vậy thì vụ án của cặp vợ chồng Richard sẽ được chôn xuống mồ cùng người quản gia đáng thương. Không ngờ tất cả câu chuyện này đã được nhà nghiên cứu hóa học nghe thấy toàn bộ. Anh ấy đã hiểu ra người chú chính là kẻ đứng đằng sau tất cả sự việc này. Thế là anh ấy nhanh chóng kéo Richie xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất, bảo cậu bé dùng chất ăn mòn để có thể cứu quản gia thoát khỏi ngục. Richie mặc bộ quần áo bình thường của mình và trở thành một cậu bé như bao đứa trẻ bình thường khác. Cậu đi đến đồn cảnh sát, đưa chất ăn mòn này cho vị cảnh sát ở đồn. Người quản gia đã tìm cách thoát ra khỏi cửa sổ sắt bằng cách sử dụng chất ăn mòn. Để tiếp tục tìm kiếm tung tích của cha mẹ, cậu bé và người quản gia đành phải đến nhà của cô bạn kia. Richie sử dụng máy tính của cô bé để có thể liên lạc với những người thân trong gia đình. Lúc này vợ chồng Richard dần kiệt sức bên bãi biển, họ chỉ còn một chai sâm panh mà thôi. Trong lúc cả hai đang tuyệt vọng, người phụ nữ tìm thấy chiếc vali của mình cách đó không xa. Họ lấy vali và sử dụng đồ điện tử bên trong, cuối cùng người cha cũng sử dụng được chiếc điện thoại để liên lạc. Ngay khi hệ thống định vị thành công vị trí của bố mẹ, thì lúc này người vệ sĩ đã cắt liên lạc ở đầu bên kia. Sau đó ông ta liền nói vị trí của hai vợ chồng Richard với người chú xấu xa. Ngay sau đó một chiếc trực thăng đã đến ngay chỗ họ. Ở bên này cậu bé Richie vì muốn cứu bố mẹ của mình, cậu đã đi cùng những người bạn của mình, tất cả đã chiến đấu với những người bảo vệ và đột nhập được vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Dưới sự giúp đỡ của người giáo sư thì hệ thống camera đã bị cắt đứt. Cuối cùng Richie cũng vào được căn phòng để liên lạc với cha mình, nhưng không ngờ là người chú đã sớm nắm bắt được việc này và bắt hết tất cả mọi người. Vì vậy, Richie phải sử dụng cái máy phân tách phân tử nguyên tử. Nhà nghiên cứu hóa học cũng nhân cơ hội vồ lấy tên vệ sĩ từ đằng sau, tấm keo siêu dính đã bịt được mắt của tên vệ sĩ, nhưng bản thân anh ấy cũng bị mắc kẹt vào cái bẫy. Giáo sư đành điều khiển con ong để tấn công người bảo vệ, tên vệ sĩ liền vấp ngã và đâm sầm vào hộp công tắc, cái máy phân tử nguyên tử cũng bị dừng lại. Richie cầm theo sản phẩm nghiên cứu của giáo sư, sau đó đi đến lăng mộ của cha mẹ. Cùng lúc này người chú cũng đưa hai vợ chồng Richard vào bên trong lăng mộ, thật không ngờ cái gọi là bảo vật hoàn toàn không phải là vàng bạc châu báu. Đó chỉ là những kỷ vật bao đời nay của gia đình họ mà thôi. Hầu hết chúng là hình ảnh của cậu bé Richie và đồ chơi của cậu bé. Người chú xấu xa vô cùng tức giận và muốn giết chết hai vợ chồng họ. Đúng lúc Richie cũng kịp thời xuất hiện. Người chú độc ác không do dự mà ra tay với Richie, may mà trước khi đến đây cậu bé đã sứt thuốc chống đạn cho vải. Gia đình ba người họ bắt đầu xông lên chiến đấu với người chú. Cuối cùng, cả ba đã khuất phục được kẻ xấu và khiến hai người này trở thành người làm vườn của khuôn viên lâu đài. Cả gia đình Richie cũng sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Bộ phim này khiến chúng ta nhìn nhận cuộc sống người giàu không hẳn dễ dàng. Mặc dù bề ngoài họ luôn có ánh hào quang đẹp đẽ của sự giàu có, nhưng thực tế áp lực đè nén, chân chuyển địa vị xã hội của họ nặng nhọc gấp chục lần người bình thường. Nó cũng cho ta thấy chúng ta có thể thành công miễn là chúng ta làm việc chăm chỉ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.